ngày 11 tháng 2 năm 2022 đánh dấu thời khắc Rosé bước sang tuổi 25 theo tuổi quốc tế. Không có gì ngạc nhiên khi Blink trên toàn thế giới dành cho cô những lời chúc tốt lành và dự án kỷ niệm sinh nhật vô cùng hoành tráng. Nhưng giọng ca chính BLACKPINK không chỉ ngồi yên đón nhận mà còn tặng quà ngược lại fan. Món quà của cô chính là bản cover ca khúc Viva La Vida của Coldplay ban nhạc nước Anh, vừa có màn collab cực thành công với BTS. Viva La Vida ra mắt năm 2008 là bản hit đình đám nhất trong sự nghiệp của Coldplay, khi lần đầu tiên giúp họ đứng hạng nhất trên VSET UK Single Chart Anh và Billboard Hot 100 Mỹ. Bài hát có giai điệu hùng tráng. Tuy nhiên, Rosé đã đem đến nét mới lạ qua bản cover của mình. Nữ idol ngồi trong phòng thu, khoe chất giọng độc đáo và phát âm tiếng Anh cực chuẩn trên nền guitar mộc mạc. Đặc biệt, người đệm đàn cho Rosé chính là Lauren, chàng thơ từng đóng cặp với BLACKPINK trong MV Lắc Xích Gơ và chơi nhạc cùng cô ở nhiều lần hát cover trước đó. Không ngoài dự đoán, món quà đặc biệt của Rosé đã nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ trên kênh YouTube của nữ idol. Nhiều bình luận khen cô có giọng hát vô cùng phù hợp với ca khúc Viva La Vida, cũng như bày tỏ sự cảm động trước tình yêu mà Rosé dành cho âm nhạc. Nhan sắc của nữ ca sĩ sinh năm 1997 cũng gây chú ý, khi Rosé ăn mặc giản dị, ngồi trong studio hát hò thôi nhưng vẫn xinh đẹp rạng người. Một số bình luận trên YouTube: giọng hát của cô ấy hợp bài này một cách hoàn hảo, yêu nó, thể loại này rất hợp với cô ấy. Thật ra thì tôi nói điều này với mọi bản cover mới của cô nàng. Cô ấy có giọng hát đa dạng tuyệt đẹp, độc nhất vô nhị. Cô ấy không chỉ là idol K-pop, mà còn là nghệ sĩ, một nhạc sĩ thực thụ. Không phải chúng ta mới là người tặng quà cho thiên thần này vào hôm nay sao? Nhưng thay vào đó, thiên thần này lại tặng quà cho chúng ta. Tai tôi thực sự đã được ban phước. Bạn có thể cảm thấy tình yêu dành cho âm nhạc khi cô ấy hát, và cách cô ấy đăng bản cover làm quà tặng vào sinh nhật mình. Chúng tôi yêu Rosé. Đây không phải lần đầu Rosé hát tặng fan nhân dịp sinh nhật. Năm 2019, Bông Hồng Nước Úc từng cover ca khúc I Glow của Haji vào sinh nhật lần thứ 22 và nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều này cho thấy giọng ca chính BLACKPINK không chỉ yêu ca hát mà còn vô cùng quan tâm đến người hâm mộ, đáp lại tình cảm của họ bằng món quà ý nghĩa là giọng hát của chính mình.